Chào mọi người đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch, đến với chuyên mục bất động sản cần bán. Hôm nay em quay cho mọi người lô đất cực kỳ rẻ ở xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai mọi người nhé. Lô đất này là 172 mét, có 80 mét thổ cư, giá chỉ 1 tỷ 2 thôi mọi người, ngay trung tâm xã Phước An mọi người nhé. 5 mét kéo dài sát cái nhà này 35 mét và đuôi 5 mét luôn mọi người. Có 80 mét thổ cư mọi người nhé. Tờ bản đồ số 97 thửa 554 xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Mọi người có thể kiểm tra qua quy hoạch Đồng Nai hoặc Đồng Nai Lít mọi người. Lô đất là ngay khu dân cư mọi người nhé. Cách đường Hùng Vương chỉ hơn 200 mét xíu thôi. Chưa được 200 mét chứ không phải 200 mét nữa. Khu vực dân cư phía trong này, bên bờ tường này là do khu đất công của họ này mọi người. Khu đất công, khu đất công này thì kéo dài là 100 mét ra tới đường Hùng Vương luôn mọi người. Mặt tiền đường là tới 70 mét mọi người nhé. Là lô này là 7 công đất Phước An, một tờ một thửa. Nên người ta họ xây cái bờ tường, sau này phân lô tách thửa thì khu vực này rất là đông dân. Ngay nhà dân xung quanh mọi người nhé. Khu vực dân địa phương ở rất là hòa thuận. 5 nhân cho 35, 172 mét đất, bán giá 1 tỷ 2 thôi, cực kỳ rẻ mọi người nhé. Giá này là cực kỳ rẻ. Có hai lô, lô bên kia thì đường nó hơi xấu, lô này thì đẹp hơn. 5 nhân 35, nhưng mà hai lô là đều đường ô tô 7 chỗ luôn mọi người nhé. Quay cho mọi người này, cái đường này thì xe 7 chỗ chạy vô tư mọi người nhé. Ngang 5 mét, dài 35 mét, 172 mét, thổ cư 80 mét, bán giá 1 tỷ 2 thôi. Ngay trung tâm xã luôn mọi người. Người đi cỡ tầm vài chục mét là tới đường Hùng Vương rồi đó. Cũng khoảng 110 đến 120 mét không phải. Cái đường này là đường hiện hữu mọi người nhé. Vì dân không đi này nên là đất mọc cỏ dại này, đường đi rồi này sẽ hóa đó bê tông này đó. Đường không đi lâu ngày thành cỏ dại, mà đi lâu rồi là sẽ biến thành đất hóa bê tông mọi người nhé. Cái đường này là đường 5 mét, chạy qua bên chỗ cái gần chỗ trụ sống đó là ra đường Hùng Vương. Còn không thì mọi người rẽ qua đây đường này cũng được. Đường này thì rất là gần. Đó, nhìn thấy cái nhà đó, đó là đường Hùng Vương rồi. Thấy không ạ? Là do cái lô đất công, bãi công đất này này. Chứ không có bãi công đất này thì đường nó thấy nó sáng hơn nữa đó. Đó. Do họ xây tường thấy nó tối. Đó. Đường này là đường xe tải ô tô 7 chỗ chạy vô tư, là ngay trung tâm xã Phước An mọi người nhé. Bán chỉ 1 tỷ 2 thôi, giá cực kỳ rẻ cho anh chị đầu tư nhé. Anh chị nào đầu tư thì hãy gọi cho Sung qua số điện thoại 0369 862 268. Anh chị nào xem chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ cho em với nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Anh chị không cần kết bạn, không cần đăng tin, không cần bình luận, chỉ cần nhìn bất động sản và giá. Anh chị đầu tư thì hãy gọi cho em. Link tham gia nhóm mình để dưới phần mô tả. Đồng thời em mở thêm dịch vụ review bất động sản thực tế, review bất động sản của anh chị hoặc những vùng bất động sản mà anh chị quan tâm. Anh chị cần thì liên hệ cho em với chi phí 2 triệu đồng trên một video, cộng thêm dịch vụ test quy hoạch và kiểm tra xây dựng cho nhà đầu tư ở xa. Anh chị có nhu cầu thì hãy gọi cho em với chi phí 1 triệu đồng. Em bỏ thời gian ra 2 buổi để lên làm bản test quy hoạch và kiểm tra thông tin xây dựng cho anh chị. Anh chị scan sổ đất gửi qua Zalo cho em và em sẽ scan cái kết quả gửi lại cho anh chị. Em nhận ký gửi bất động sản ở các xã Cánh Đông của huyện Nhân Trạch gồm Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An, Long Tăng, Phú Hội, Phú Thành, Vĩnh Thanh và các dự án có sổ ở huyện Nhân Trạch như dự án HUD xây dựng Hà Nội, Sunflower, DTA Phước An, Thành Hưng, EcoSun. Anh chị có nhu cầu đầu tư bất động sản hoặc có bất động sản cần bán thì hãy gọi cho em thông qua số điện thoại 0369 862 268. Anh chị có thể gửi sổ và giá thông qua cái Zalo 0369 862 268.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều.